bao ngày qua chờ mong ngóng trông, trong mòn môi chỉ đến hôm nay thần hòa tình yêu đã bay. Chuyện gì vậy chấm? Có gì đâu mà bất ngờ. Anh nói là hôm nay là ngày quan trọng của hai đứa mình. Anh nói là có chuyện quan trọng muốn nói với em mà đúng không? À, anh có chuyện khá là quan trọng muốn nói với em. Em chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi đó. Chuyện này liên quan tới tương lai hạnh phúc của hai đứa mình. Dạ. Chăm. Dạ. Ngày kết hôn của hai đứa mình. Dạ. Anh hủy nha Chăm. Dạ. Anh đi nha. Thằng kia, bước ra đây. Dạ. Làm gì? Làm gì cả tuần nay, ngày nào cũng chạy léo đẻo sau lưng tôi. Nói, có mưu gì? Thấy chưa, hay lắm quá à. Dạ. Dạ không có mưu gì hết á anh. À, chuyện là em mới chuyển cái chỗ làm qua hẻm Hoàng Hoa. Nghe mà hẻm heo hút, xa quá. Em tính đi tìm phòng trọ. À, cho tiện việc đi làm nữa mà. Tìm phòng trọ? Dạ. Vậy chạy theo sau lưng tôi làm chi? Bạn em nói là nhà anh có cho thuê phòng, mà ba anh á là tổ trưởng tổ dân phố, an ninh quá, cho nên em theo anh á để em hỏi phòng. Bây giờ tôi về nhà có muốn đi theo con phòng luôn không? À, được vậy thì tốt quá, anh cho em theo với. Ừ. Ê, đứng lại. Thì ra đây là cái lý do mà anh hủy hôn tôi đúng không? Giờ này sao em chưa chịu làm nãy giờ núp ngoài kia làm gì? Ủa, vậy chứ tại sao giờ này anh chưa đi làm mà còn chạy bộ hả? Không, về nhà chuẩn bị đi làm đi. Nè, tôi nói cho cái ấy gì đó biết nha. Đây là một người đàn ông của tôi. Người đàn ông này sắp lấy vợ rồi. Người đàn ông có hiểu không? À, dạ, chắc là có hiểu lầm. Vậy thôi xin phép anh em về trước, rồi hôm khác em qua nhà anh sau. Hơ, đứng lại, cái gì đó? Mày đặt hẹn hò nhau ra đây rồi tôi thấy khoát vai khoát chân gì, rồi bây giờ tôi gặp rồi nó hiểu lầm hả? Nói vậy là tôi tin sao? À, xin phép chị em đi. Ê nè, tôi đang nói chuyện hả? Ủa, tôi chưa nói hết. Chăm, người giống lịch sự như kìa. Em mới là người không lịch sự vừa phải thôi. Người ta gặp anh hỏi anh chỉ để thuê phòng, có chuyện gì đâu mà. Còn chuyện á, anh dời hôn ước á là có lý do khác. Ủa, lý do gì? Vậy thì giờ nói luôn đi. Thì sao không nói đi hả? Ủa, em cũng lớn rồi, em đã 22 tuổi rồi, anh bao nhiêu? Anh gần 40 tuổi rồi. Như vậy là chưa đủ kết hôn hả? Cứ giờ hoài vậy. Anh biết anh không còn trẻ, nhưng mà không biết sao cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện kết hôn á là anh thôi để hôm khác anh nói cho em biết. Lý do gì mà hủy hôn hoài vậy hả? Khó nói lắm, để bữa khác anh nói cho em nghe. Ăn hủ tiếu hả? Hải anh đâu? Không giận cái cách tàu lao dễ sợ vậy mà. Đó là
Đó là cái cách nó gọi người từ cõi âm về đó. Ghê à. Hai người nói gì vậy? Ủa tôi chết nào mà từ cõi âm về? Chứ sao ngồi ổng ăn mà làm gì mặt thất thần dữ vậy? Đúng rồi. Em bị gì vậy? Thì buồn, ăn không vô. Buồn gì? Nói nghe coi. Nín đi, nín đi. Thôi đừng khóc nữa. Nói em nghe coi có chuyện gì vậy? Thấy anh quỷ hôn nữa rồi. Nữa hả? Trời đất ơi, nó quỷ hôn. Nó quỷ hôn, thằng này làm như nó bị cái bệnh kêu bằng quỷ hôn ghiền hay sao á mày ơi. Nhanh, anh kia, anh kia. Từ, mày, tao đang làm cái tô. Ê, hồi nó nói sao nó quỷ hôn vậy? Thì em hỏi anh á, lý do tại sao anh quỷ hôn nữa. Anh nói là khó nói, nó không được. Rồi, cho nên sao? Không nói luôn. Bởi vậy, kiểu một à. Để tôi tính coi nha. Nó quỷ hôn cái lần này nữa là phải nói là đâu là 14 lần rồi. Bậy. Chuyện của người ta mà tính rành quá. Quay. Em và anh quen nhau 3 năm, quỷ hôn mới có 9 lần thôi. Thôi. Quỷ hôn ít quá. Vì chiên năm quỷ hôn 3 lần thôi. Cái này em còn nhỏ lắm, em không biết mấy vụ này thôi. Em đi giao hủ tiếu. Mày nấu chùm tao cái tô nữa đi. Để tao hỏi tiếp coi. Em á là nó quỷ hôn 9 lần. Chưa kể hai con bồ trước nó quỷ hôn 2 lần nữa là 11 lần. Đi chơi với anh biết mà. Ủa là trước đó anh quen hai người. Đúng. Là anh quỷ hôn 2 lần nữa. Đúng vậy. Ủa mà sao quỷ hôn vậy anh? Trời ơi, anh kể em nghe không phải nhiều chuyện nghe không? Mà thương lắm mới kể đó. Bị gì á? Lúc đầu là nó quen một cái cô gái cũng xinh đẹp lắm. Nhà trong cái xóm sau xiến á, biết không? Hả? À, cái cô gái đó cũng in thiệp cưới luôn. Đặt nhà hàng luôn rồi. Ủa vậy sao quỷ hôn? Cuối cùng là quỷ hôn, bỏ nhà hàng luôn đó. Tại sao? Một cái lý do hết sức là đơn giản. Nó tên Hải Anh, quen cô nó tên Hải Yến. Rồi cuối cùng in cái thiệp Hải Anh, Hải Yến, tao tưởng hai chị em lấy nhau. Tan nát luôn. Thiệt vậy không á? Thiệt. Cái chuyện phi lý vậy? Sao phi lý được? Này nó bị nó lừa, người yêu phải lừa cái tên cho đàng hoàng, quen phải hỏi tên phải không? Cái quỷ hôn vậy đó. Rồi người thứ hai. Cái người thứ hai mới là thấy thương. Cái người thứ hai là trong cái sớm kêu hắc á. Cái sớm nó buồn. Em nghe tới sớm biết kêu hắc là em nghe buồn, đúng không? Mà nó vẫn vô cái nơi hiu hắt đó, nó tìm một cô gái nó quen. Hải Phượng. À, thằng này nó kết chữ Hải. Hải Phượng. Hải Yến rồi bây giờ Hải Phượng. Kỳ này nó kinh nghiệm hơn. Nó chưa đặt cọc tiền nhà hàng, chưa in thiệp luôn. Mà cuối cùng nó vẫn quỷ hôn người ta. Ủa nhưng mà tại sao quỷ nữa? Thì đó anh mới lại anh hỏi cái cô Hải Phượng đó, ủa sao quỷ vậy? Cái cổ nói tới nói chuyện với nó. Nó nói giờ anh buồn quá. Mà anh cũng không biết nói gì. Tôi hỏi nói luôn. Y chang. Ủa là lý do giống như em vậy hả? Y chang luôn. Vậy tính ra là em là người có sức chịu đựng ghê lắm á. Em biết tại sao em làm vậy được vậy không? Sao vậy anh? Tại em ngu. Hả? Ủa vậy? Tại vì sức chịu đựng của em thật là bền bỉ. Ủa? Ba đâu rồi mẹ? Ủa con? Ba con á lên phường để ký mấy cái sổ tạm vắng tạm trú gì đó, chắc ổng cũng sắp về. Hải Anh nè, chuyện của con với Trâm sao rồi? Hai đứa cứ lừng khừng hoài vậy. Chuyện đó ổn ai? Cho con hỏi này. Ừ? Mẹ. Ừ? Từ ngày mẹ cưới ba á, mẹ có được hạnh phúc không mẹ? Trời ơi, nói mà cũng nói ngược. Ba cưới mẹ, cái mẹ nào mà cưới ba? Mà sao lại hỏi mẹ như vậy? Con từng tuổi này rồi thì con biết á, là cuộc sống của gia đình mà mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì mới êm ấm, con hiểu không? Tại nhiều lần con thấy ba bạo hành tinh thần của mẹ, mẹ vẫn chịu đựng. Con lại sợ tình yêu Trâm dành cho con không đủ lớn như mẹ dành cho ba. Lúc đó không khí gia đình lại ngột ngạt hơn không khí gia đình mình. Nè, đừng nói với mẹ là con thấy gia đình mình như vậy á, rồi con quỷ cưới Trâm nha. Không phải đâu. Chứ sao? Còn một lý do khác nữa là cá nhân con cảm thấy mình chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Con à, chuẩn bị á thì không bao giờ đủ hết á. Cứ cưới nhau đi, rồi vợ chồng cùng nhau á, sống chung một ngôi nhà, rồi dung đắp hạnh phúc với nhau, dung đắp cuộc sống với nhau thì trước sau thì cũng đủ mà con. Với lại á, mẹ thật sự á, mẹ lo một điều là
con mà không cưới vợ đó hả, là người ta nói con là ế đó. Rồi còn nhiều chuyện để nói nữa rồi nghe. Con không sợ ế đâu. Con không sợ ế. Từng tuổi này mà con không sợ ế. Vậy chứ con sợ cái gì? Con sợ... Sợ gì? Sợ cưới vợ. Sợ cưới vợ? Trời ơi, không lẽ... Quỷ, quỷ hồn. Trời đất ơi trời, cái ông Hải Anh á làm như mình có giá lắm vậy đó, cứ quỷ hồn hoài. Tính ở vậy cho con gái nó thèm hả? Ủa cái gì vậy ta, 40 tuổi rồi chỉ có con Trâm nó nhào vô nó hốt thôi, hốt được là hốt liền, hốt lý hốt lịa. Thì sao tự nhiên quỷ hồn là sao cái ông nội này? Thì bỏ chứ em cũng không biết nữa. Nhưng mà ảnh thì không có vụ gái gú gì đâu nha, không có quen con khác đâu. Nhưng mà chắc do cái tính á, em thấy cái tính của anh á, cái tính tình gì mà cái tính lơ lửng giữa lường chừng sao á. À hiểu rồi, giờ giới trẻ nó kêu là tính kỳ á. À, tính kỳ không? Mà mấy người tính kỳ á lì lắm, cho lên đường đi. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà tự nhiên bằng bàn ra chuyện người ta vậy? Chị nói cho cưng nghe nè, thứ nhất là cái chuyện này á là chị mới trục trặc thôi, tức là hôn nhân bắt đầu là tiền hôn nhân đó, trước hôn nhân nó hơi trục trặc tí xíu thôi thì mình từ từ mình chỉnh lại. Không vấn đề gì mình phải lo lắng cả, hiểu không? Ừ. Chứ có gì mà chưa nhau vô mà chưa gì bàn ra bỏ hai đứa bỏ nhau là sao? Trời ơi, cái gì mà không lo lắng? 8-9 lần là quỷ hôn là có vấn đề lớn rồi đó. Bởi vậy á, chia tay sớm bớt đau khổ nha. Hả? Ừ. Nếu như mà em làm theo chị nha, đảm bảo cuộc đời em sẽ sướng vui luôn á. Làm gì? Trời ơi, bà Lam bà má quên quá à. Nhớ không? Điều gì? Nhớ sói ca không? Chúng ta đã gặp. Cái gì mà sói ca núp lùm đem dây chuyền gì phải không? Ờ đó 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 đó. Kìa, ngôi nhà đẳng kìa. Thì là cái nhà quan mà. Không không không, cái nhà đó giờ hết quan rồi nha. Cái nhà đó giờ có người ở rồi. Là mấy bữa nay em thấy có người dọn vô ở rồi. À với lại hôm qua có một cái anh đó, anh qua đây anh hỏi bác Lễ gì cái chuyện đăng ký tạm trú nè, rồi nhập hộ khẩu sao nè. Ê, đừng có nói cái anh hôm qua qua đây là sói ca gì chị nói nha. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Trâm ơi, từ giây phút này Trâm hãy quên Hải Anh Hải Em gì đó đi. Ủa là nghĩ tới sói ca. Ủa là tiến lên đi. Ý bà là con Trâm tiến lên nhé. Sói ca nhà hoang. Hả? Làm sao? Tiền đóng góp khu phố ông hai 50 ngàn, dì Tư cái gì có 20 cho ta. Muốn xin xỏ vậy phải không? Ba đúng là hiểu con thiệt, thuộc luôn ngôn ngữ hình thể của con luôn. Tôi không học trường sân khấu chứ tánh của anh tôi biết. Mỗi lần anh muốn xin xỏ gì á, anh gãi cái đầu anh giống như gãi có chí vậy đó. Muốn xin gì nói. Ba, số tiền mà ba với mẹ dành để tổ chức đám cưới cho con á, con hoãn đám cưới với Trâm rồi. Số tiền đó ba cho con mượn để hùng hạp với bạn làm ăn được không ba? Nói vậy cái vụ hoãn đám cưới á là để mượn tiền tôi với bà đó hả? Dạ không, con hoãn đám cưới á là vì lý do khác. Con cảm thấy cá nhân của mình á chưa có đủ sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân, chứ không phải vì chuyện tiền bạc đâu ba. Con mượn tiền ba con có trả lãi không? Mượn tiền ba có gì đâu mà phải trả lãi. Mượn tiền ngân hàng là phải trả lãi, mà con phải làm chứng từ. Còn con mượn tiền ba cũng với mẹ con không có trả lãi thì cũng phải có chứng từ đàng hoàng. Con phải lập luận, con đưa ra cái luận án là cái chứng nhận con làm ăn kinh tế, con làm ăn làm sao, rồi văn bản của con là làm ăn với cơ quan nào, để ba biết có lời có lỗ ba mới đưa tiền ra chứ. Ba ơi là ba. Cái gì? Ba con với nhau mà ba cũng bắt con làm giấy tờ văn bản luận chứng kinh tế. Cha con cũng vậy, má của con mà mượn tiền của ba, ba cũng phải bắt làm đàng hoàng nữa. Tiền bạc mà con, cái tánh ba nào rõ ràng mà ba nói thiệt với bay, ba không biết ba nghĩ sao nữa. Chứ ba thấy con Trâm nó hiền lành, nó dễ thương, mà con từ chối hết lần này tới lần khác. Ba nói thiệt á, tại con Trâm nó hiền á, gặp như ba đó, con mà quen ba, con mà đòi kết hôn á, bắt con phải làm chứng từ.
con phải điềm chỉ, con phải ký tên vô, con mà quỷ hôn là con phải đền bù. Ê ba, vậy ba, ba chỉ nói riêng với con thôi, ba đừng có nói cho Trâm biết chuyện này nha. Lỡ bữa sau á mà Trâm bắt con làm như vậy á, chết con luôn á. Tôi có thằng con trai một, tôi không ngu đâu, cho dẹp áo người ta xem lưng. Thôi giờ ở nhà coi nhà giùm tôi một cái đi, qua trả cái chứng minh nhân dân lại cho cậu Vũ để cậu còn chuyển hộ khẩu nữa. Dạ bác. Dạ để con đi yêu cho con, tại vì con đang rảnh nè, để con đem qua nhà anh Vũ cho bác. Con mới qua hay là con qua nãy giờ? Dạ mới qua. Mới qua ha. Vậy thôi giúp bác đi cho tiện, con mang qua đưa cho cậu Vũ giùm bác. Dạ. Sao bữa nay tự nhiên sốt sắng giúp đỡ ba tôi vậy? Ủa đâu phải bữa nay đâu, thường ngày tôi cũng sốt sắng mà. Với lại á, không những sốt sắng với ba đâu mà còn sốt sắng với mẹ anh nữa đó. Dạ đúng không bác? Chính xác. Đó thấy chưa. Với lại á, một phần á, là muốn đi qua bên nhà đó để giao lưu, tìm hiểu anh hàng xóm mới. Tại vì á, nghe chị Lệ đồn á, là anh cũng chuẩn men sói ca, đẹp trai dữ lắm á. Cái gì? Giao lưu danh chuẩn men sói ca? Anh Vũ ơi, chị nghe. Vũ ơi, Vũ. Chị. À, chị. Em nói rồi, có gì thì chị nói với em, rồi có gì em nói lại cho. Anh Vũ có nhà không? Chị muốn gặp anh Vũ. Dạ không, anh Vũ đi công tác ở tỉnh á, mấy ngày nữa mới về. Có gì chị nói với em đi, rồi em về em nói lại cho. Ủa sao em không nói sớm em? Để chị vô tới đây rồi em mới nói. Trời, em nói nãy gì từ ngoài cổng rồi, chị cứ xong bước vô, em đâu có nói kịp. Trời. Chị ngồi xuống đi. Rồi có giấy, nãy chị nói giấy tờ gì chị đưa đó. Chị đưa em đi rồi giờ em đưa lại cho anh Vũ. À, không không em, à, giấy tờ này quan trọng lắm. Chị phải gặp trực tiếp anh Vũ chị mới đưa được. Giấy tờ trời gì ơi mà quan trọng. Ước mơ được làm quen với sói ca coi như là bị bể hết á. Gì vậy chị? Em. Dạ. Thế nghe nè. Ủa em là gì trong nhà này vậy? À em là người nhà chị. Người nhà? Dạ, người nhà của anh Vũ. Ờ, em ơi. Dạ. Thật ra là chị cũng không là gì của anh Vũ đâu nha. Không phải gì hết. Chị đến đây để đưa giấy tờ nè, cũng không quan trọng lắm. Anh Vũ dạ, bỏ quên cái chứng minh. Chị trả thôi, không quan trọng. Em đưa anh dạ Vũ nha. Cảm ơn chị. Đừng có ghen bậy ghen bạ nha, em không sao hết trơn á. Không, chị vậy đâu có gì đâu ghen. Bình thường. Trời ơi, con kia dễ thương chứ kìa. Làm vợ là phải như vậy nha, không không có ghen bậy ghen bạ mất hết hạnh phúc của gia đình. Ủa ai nói chị là em là vợ anh Vũ à? Thì nè, em là vợ của anh Vũ mà công nhận nhìn cũng dễ thương, xinh. Xinh ghê luôn á. Trời, cái mặt xinh ghê luôn á. Với lại mà sao ủa Vũ có vợ trẻ vậy? Em đâu phải vợ anh Vũ. Ủa chứ em là gì trong nhà này? Em hả? Nói chung là công việc trong gia đình này là do một tay em làm hết. Em quản lý những cái công việc lặt vặt trong nhà này là một mình tay em quán xuyến hết. Em là kiểu như quản gia đó, quản gia của nhà này nè. Em ở đợ hả em? Dạ. Em đã cố có tránh rồi mà chị vẫn thần luôn. Không em, mình muốn mình đừng có tránh né mất công. Mình ở đợ, mình đó mình ở đợ cho nó gọn nha. Mình mất công mình là quản gia rồi, mình quản lý công việc rồi, nó phức tạp đúng không? Ở đợ hả? Dạ em ở đợ. Ở đợ mà cũng xinh xắn ha. Ôi trời, bớt cười em ơi, bớt cười lại. Trời ơi. Ủa sao chiếc vòng nó giống chiếc vòng của dì Hạnh dữ vậy ta? Ê chị gì vậy? Em có chìa khóa không? Mở lấy chiếc vòng chị coi chút coi. Trời ơi, chị làm gì? Chị làm gì? Em có chìa khóa đâu có. Trời, em quản gia nghĩ sao không có chìa khóa tủ? Không, em ở đợ. Thì em ở đợ lâu lâu cài tủ chủ chắc cũng biết cách cài hả? Cài vậy đấy chị coi. Trời đất ơi, nói gì mà sai trái vậy chị? Giỡn á. Nó chứ không lấy được hả? Không, em không có chìa khóa, không có mở được. Thôi biết rồi, mày đặt nói tránh lên né nữa. Tại vì cũng ngại đúng không? Tại vì ở ngoài chị vô sòng sọc vô đây, em biết chị là ai đâu, tự nhiên chị đòi lấy chiếc vòng coi chị cũng sổ sàng quá. Dạ, chị biết vậy là chị cũng biết điều đó. Ôi trời. Có gì quá, dễ thương gì đâu á. Biết chưa? Chị em... Không, chị coi ngoài mà đâu dạ, sao đúng không em? Dạ. Ủa sao giống vậy? Thôi coi xong rồi không cho coi nữa thôi. Dạ. Thôi chị về nha. Dạ. Có gì đưa anh Vũ cho chị nha. Dạ. Về chị. Mời về mình như đuổi về dạ nha. Dạ lẹ chị. Hả? Dạ. Thôi về nha. Dạ. Gấp dạ. Ý thiệt. Gì vậy chị? Mày mốt bớt cười lại nha.
Sao cha chưa có vợ? Đúng rồi, giờ chưa có vợ. Tiến lên đi, tiến lên, tiến lên. Tiến nữa hả? Tiến nữa hả? À, thôi thôi bây giờ vậy nè, em ngại phải không? Không ấy để chị qua chị cua ảnh. Sao vậy? Chị cua dòm, trời ơi hai bà nhìn tôi tình cục. Bà Lệ, bà ổn không? Bà ổn không? Cua giùm nó. Bà có hiểu là Lệ bây giờ Lệ hai lửa rồi đúng không? Hiểu không Lệ? À, một đời chồng hai đứa con rồi đó. Bà Lệ hiểu không? Hiểu không? Đâu ai đánh đâu, tự nhiên khai ra làm chi vậy? Cái này là tôi thương nhỏ em mà tôi lo cho nó mà. Không phải đâu, không cần lo cho em. Tại vì khi qua bên đó rồi, cái chuyện của ông Vũ nó không quan trọng nữa. Mà cái chuyện em để ý là chiếc vòng ở trong tủ nhà ông Vũ. Tại vì dì Hạnh có một chiếc vòng giống y như vậy. Mà nó giống một cái kỳ lạ như giống y luôn á. Đặc biệt lắm. Cho nên em đã quyết định, nếu như cua không được ông Vũ thì em sẽ chuyển qua điều tra chiếc vòng. Ủa gì lạ vậy? Liên quan tự gì nhiên, đâu? Tự nhiên chuyện của Vũ không lo Vũ, tự nhiên lo qua cua chiếc vòng là sao? Tìm hiểu chiếc vòng bà qua tới bà thấy bà bị loạn. Trời ơi, bà tới bà cua chiếc vòng luôn, bà bị loạn rồi bà Lệ. Phải, tại vì tôi nghe gì Vũ tôi quan mang mà tại sao là lo lắm cho chiếc vòng? Thì tại chiếc vòng của dì Hạnh, dì Hạnh là má của anh Hai Anh. À, hiểu rồi. Muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai. Hiểu chưa? Vậy mà nãy giờ không chịu nói. Em cứ lo lấy lòng má chồng tương lai đi, còn anh Vũ cứ để cho chị lấy. Cái gì? Ôi, lấy lòng.